phe quân đội lại rung cây vụ Xuân Cầu. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phản ứng ra sao đây? Câu chuyện về tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng chính là em trai của ông Tô Lâm nổi lên vào tháng 7 năm 2024. Nhưng sau khi ông Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương suy tồn trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, dư luận về tập đoàn Xuân Cầu cũng đã biến mất. Báo Chính phủ vào ngày 18 tháng 9 đưa tin đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc Thường vụ Quân ủy Trung ương theo dõi, chỉ đạo. Bản tin cho biết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội. Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 khai mạc sớm trước thời hạn để giải quyết các mâu thuẫn trầm trọng giữa các phe công an của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với giới chức tướng lĩnh quân đội hàng đầu. Nguyên nhân sâu xa được cho là sự lấn lướt quyền lực quá mức của ông Tô Lâm đã phá vỡ tính cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội. Lâu nay công luận thấy rằng lực lượng tướng lĩnh quân đội là đối trọng duy nhất có thể kiềm chế và điều chỉnh quyền lực của ông Tô Lâm. Trong khi đó, phe quân đội cho rằng theo quy định của điều lệ Đảng, người thay thế cho cố Tổng Bí thư điều hành Đảng tạm thời phải là thường trực Ban Bí thư, nghĩa là về danh chính ngôn thuận, người thay thế tạm thời quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải là Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, chứ không phải ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm tự cho mình có quyền thay thế Tổng Bí thư tạm thời đã tạo nên một sự bất hòa lớn trong nội bộ của Đảng, đặc biệt là đối với giới chức tướng lĩnh quân đội. Việc ông Tô Lâm cố ý làm tắt như vậy để giành quyền là người giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương Đảng kế tiếp, cũng như nhân sự Tổng Bí thư cho Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng bị đánh giá là một lãnh đạo không đủ tư cách, phẩm chất và đạo đức để có thể giữ cương vị Tổng Bí thư, vẫn là vấn đề khó khăn và thách thức nhất. Chắc chắn thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ triệt để khai thác và tiếp tục châm ngòi để kích động sự phản đối mạnh mẽ hơn nữa trong giới chức lãnh đạo quân đội. Vụ phe quân đội cáo giác là Đại học Fulbright Việt Nam đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc làm cách mạng màu, được cho là nằm trong kế hoạch vừa kể trên. Mới nhất vào ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ điều tra các vụ án do Thường vụ Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo theo dõi. Điều này liệu có liên quan gì đến việc mở đường để chuẩn bị điều tra tập đoàn Xuân Cầu của ông Tô Dũng là em trai của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Tô Lâm hay không? Trước đây có nhiều tin đồn cho rằng lãnh đạo Bộ Quốc phòng gây sức ép để cơ quan điều tra hình sự quân đội lật lại hồ sơ thanh tra tập đoàn Xuân Cầu Hộ Đình của em trai ông Tô Lâm. Tập đoàn này đã liên doanh với công ty Cityland, một sân sau của các tướng lĩnh quân đội, để chiếm và sử dụng hàng chục hecta quỹ đất vàng tại khu vực Đài Phát thanh Mễ Trì ở trung tâm thủ đô Hà Nội nhằm trục lợi và làm giàu bất chính. Từ trước đến nay, ông Tô Lâm đã nhiều lần giúp đỡ cho tập đoàn Xuân Cầu Hộ Đình có giá trị tài sản đến hàng chục tỷ đô la của em trai Tô Dũng. Liệu phe tướng lĩnh quân đội có sử dụng đòn đánh cuối cùng vào cái gọi là tử huyệt để hạ gục Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian sắp tới hay không? Hay vào thời điểm các hội nghị trung ương cuối cùng của Đại hội lần thứ 13, khi bàn về chủ đề nhân sự chủ chốt cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Nội bộ phe Hưng Yên của Tổng Bí thư Tô Lâm đang bất ổn và suy yếu, sự thật hay tin đồn? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã sớm nhận ra những phản ứng của phe quân đội đang được hậu thuẫn bởi Bắc Kinh là mối đe dọa thực sự. Đó là lý do ông buộc phải hòa hoãn với phe quân đội, chấp nhận nhường lại ghế Chủ tịch nước tại Hội nghị Trung ương 10 sẽ diễn ra dự kiến vào đầu tháng 10 tới. Điều đó cho thấy tham vọng muốn độc chiếm quyền lực cao nhất trong đảng của ông Tô Lâm theo mô hình nhất thể hóa bước đầu đã phá sản. Trong khi đó, tham vọng tạo thành phe Nghệ Tĩnh nhằm dỡ bỏ toàn bộ hệ thống nhân sự sâu rộng do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cũng đã dậm chân tại chỗ. Các nhân vật cộng cán như Trần Cẩm Tú, Phan Đình Trạc hay Trần Hồng Hà vẫn bình an vô sự. Điều đó cũng cho thấy Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở tình thế lực bất tòng tâm. Nói cách khác, ý định giải quyết và thâu tóm các phe phái trong đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm là tham vọng quá tầm. Ông Tô Lâm, từ một ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã nhanh chóng nắm giữ hai vị trí hàng đầu tứ trụ trong vòng có 73 ngày, không hơn không kém. Truyền thông nhà nước đồng loạt tung hô rằng Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị bất thường vào ngày 3 tháng 3 nhất loạt suy tôn Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với tỷ lệ tuyệt đối 100%, chắc chắn là điều không có thật. Và chỉ sau hơn một tháng trên cương vị Tổng Bí thư, trước những phản ứng cứng rắn, kiên quyết của lập trường quân đội là trung tâm quyền lực đã buộc
Tổng Bí thư Tô Lâm phải chủ động nhường lại chức chủ tịch nước cho phe quân đội vào thời gian tới. Đây là bước thụt lùi đáng kể của ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông ta. Trong khi đó, ban lãnh đạo Bắc Kinh cũng có nhiều chỉ dấu bất thường cho thấy họ đã và đang công khai can thiệp sâu vào nội tình lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam khi thể hiện lập trường ủng hộ các tướng lĩnh quân đội trong việc phản đối xu thế thần Mỹ. Nguồn tin nội bộ của Thời báo mới đây tiết lộ ông Tô Lâm và phe cánh đang giáo diết xúc tiến một kế hoạch xâm nhập vào Đức để thực hiện kế hoạch đưa bà trùm Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam tự thú như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh trước đây. Nguồn tin cho biết mới đây Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã có chuyến công du sang Belarus, mục đích là phối hợp với cơ quan tình báo Nga cũng như cơ quan an ninh Liên bang Nga để mà bắt bằng được bà Nhàn IEC. Vẫn theo nguồn tin của Thời báo.d, trong bối cảnh thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh đang suy yếu, chiến dịch hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính thông qua con bài Nhàn IEC có nhiều điểm mới, cụ thể như sau. Bộ Công an Việt Nam đã kích hoạt cơ sở nằm vùng tại Hungary của Cục Tình báo B04, đồng thời tăng cường nhân sự thâm nhập vào Cộng hòa Liên bang Đức thông qua con đường du học, học nghề hay nâng cao tay nghề. Nguồn tin cho rằng dự kiến thời điểm tiến hành vào lúc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sang Hoa Kỳ dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, mâu thuẫn trong nội bộ nhóm lãnh đạo của phe Hưng Yên đang trở nên trầm trọng, đặc biệt là mối quan hệ giữa Bộ trưởng Lương Tam Quang và Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Tờ Thời báo.d cũng chưa thể kiểm chứng được các thông tin kể trên. Cũng xin nhắc lại kế hoạch tiếm quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm với ý đồ thiết lập một hệ thống lãnh đạo cấp cao, chủ yếu là các nhân sự đi lên từ công an, đã thành hiện thực. Đây được cho là lý do khiến cho phe tướng lĩnh quân đội bất bình và cương quyết không chấp nhận. Tuy nhiên, thời gian từ nay đến đại hội lần thứ 14 còn khoảng 15 tháng, đủ dài để các nhân vật và phe cánh trong đảng bằng nỗ lực cao nhất của mình lật ngược lại thế cờ. Chế độ công an trị dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm đang diễn ra như thế nào? Người dân Việt Nam có truyền thống thương người như thể thương thân hay lá lành đùm lá rách, thể hiện sự yêu thương và quan tâm đến đồng bào của mình? Đợt lũ sau cơn bão Yankee đã để lại những hậu quả khủng khiếp chưa từng thấy. Lập tức các hoạt động cứu trợ và từ thiện đã diễn ra sôi nổi khắp nơi. Điều đó phần nào làm giảm bớt những khó khăn của người dân vùng lũ hay các khu vực bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, những lùm xùm quanh câu chuyện một tài khoản ngân hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt 10.000 đồng kèm theo thông tin rạp xiếc trung ương ủng hộ đã gây xôn xao dư luận. Thông tin này được chia sẻ rộng rãi và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, đồng thời đã gây ra hiểu nhầm rằng tập thể cán bộ công nhân Liên đoàn Xiếc Việt Nam ủng hộ 10.000 đồng. Thực tế, nam sinh viên này sinh năm 2003 là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội thông qua tài khoản Messenger của fanpage có tên là Rạp Xiếc Trung ương, chuyển khoản 10.000 đồng để ủng hộ đồng bào bị bão lũ. Tuy nhiên, sinh viên này đã không thông báo, trao đổi với các thành viên trong nhóm. Được biết, trang Facebook Rạp Xiếc Trung ương được thành lập từ năm 2022 của một nhóm sinh viên đại học tại địa bàn Hà Nội. Trang này được dùng cho việc trao đổi học tập, không liên quan gì đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Nam sinh viên này sau đó đã chủ động gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, thừa nhận là mình là người thực hiện giao dịch này. Tuy nhiên, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Hà Nội thì lại đi xác minh sự việc và mời anh ta đến làm việc. Điều này được cho là không cần thiết và đã khiến cho sự việc trở nên nghiêm trọng. Theo truyền thông nhà nước chia sẻ như sau, cơ quan công an đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe với sinh viên, đồng thời trao đổi với nhà trường để tăng cường công tác quản lý sinh viên trong thời gian tới. Công luận không đồng tình khi cho rằng việc làm của Công an Hà Nội chỉ làm xấu thêm hình ảnh một xã hội vốn đã mang danh là xã hội công an trị. Nếu tìm hiểu sẽ thấy trên mạng xã hội Facebook của người Việt Nam tồn tại hàng chục trang fanpage của các hội nhóm có tên giống với tên là Rạp Xiếc Trung ương hay Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Hơn thế, nhiều ý kiến phản đối và khẳng định không một tổ chức hay cá nhân nào, kể cả cơ quan công an có quyền truy vấn như tội phạm đối với những người đóng góp từ thiện với lý do họ chỉ đóng góp 10.000 đồng. Tại sao công an và các cơ quan bảo vệ thực thi pháp luật không thực thi chức trách của mình trong việc giám sát xem cơ quan chính phủ và mặt trận tổ quốc các cấp sử dụng tiền cứu trợ ra sao, có tình trạng bớt xén tham nhũng hay không, mà lại mất thời gian cho một chuyện vụn vặt để mang tiếng xấu cho cả một nhà nước và chế độ?
khi đánh giá về chế độ xã hội hay xã hội công an trị ở Việt Nam hiện nay, dư luận trong nước cũng như quốc tế đều có những nhận định rằng trong thể chế công an trị Việt Nam, công an có đủ các quyền để sách nhiễu người dân. Đây chính là nạn kiêu bình khi công an đứng trên của luật pháp, khiến cho số đông dân chúng phải sợ hãi. Đây là một sản phẩm của bệnh kiêu ngạo cộng sản. Họ không muốn thua bất kỳ ai, nhất là thua người dân. Đây cũng là thứ công cụ chuyên chính của những người nhân danh cộng sản. Trong đó, công an, lực lượng nòng cốt, được phép sử dụng rất nhiều quyền lực mà không bị ai phản xét. Cho đến nay, lực lượng công an Việt Nam đã trở thành kiêu binh, vượt ra khỏi sự kiểm soát của Đảng. Thậm chí, lực lượng này đã trở thành công cụ trấn áp ngay trong nội bộ của Đảng, như đã thấy dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chế độ công an trị dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm đang diễn ra như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.